TV thủ tục như đã nói nhau vậy đó, đi xếp hàng vô xếp hàng để cấp nha mọi người. Đây thì đang lấy các thứ giấy tờ liên quan nha. Rồi mọi người, mình vừa lấy giấy tờ liên quan nha, đó để đi nhận được tiền của nhà nước, nói chung là chúng ta cũng phải có đầy đủ các thứ giấy tờ nha. Các thứ giấy tờ đây để xác minh các mối quan hệ nha mọi người thì mới lãnh được nha. Rồi bây giờ mình đi vô nha mọi người. Giờ là mình đang ở chỗ cái điểm mà chờ phát nha, chờ phát tiền hiện trợ cấp của nhà nước hỗ trợ cho người dân sau dịch nha mọi người. Đây cũng khá là đông nha. Bây giờ đang chờ nha mọi người. Hơi đông bây giờ phải ngồi chờ. Rồi nha mọi người, bây giờ vẫn đang ngồi chờ nha. Bây giờ mọi người khá đông nha, nói chung là cũng khá theo tổ quá. À, bây giờ là mọi người đang chờ nha. À, đây là chính sách của nhà nước hỗ trợ cho người dân sau dịch nha. Đây rất là đông nha, rất là ông bà con người dân trong khu phố tổ của mình đang chờ nha, đang chờ nhận hỗ trợ nha mọi người. Đây mọi người, nói chung là khi mà đi nhận tiền đó là nói chung là phải đầy đủ cái giấy tờ nha mọi người, vợ chồng cũng không lãnh cho nhau được luôn nha mọi người. Họ phải có giấy ủy quyền được các thứ luôn á, giấy đăng ký kết hôn cũng không có được nhận giùm luôn á, định danh cũng không được nha mọi người, phải có ủy quyền nha. Họ mà phải về mới chở vợ mình ra tiếp nha mọi người, nhưng mà nhà nước thì cũng phải cực xíu nha. Nhưng mà mình xác định là mình lấy để mình trích một phần nhỏ để làm từ thiện cho buổi tối, thành ra mình phải đi tới luôn xíu. Nói chung cái gì cũng vậy, cũng phải có cố gắng nha mọi người. Rồi hello mọi người, chào mọi người nha. Bây giờ là hồi nãy là mình chở vợ mình ra tiếp á mọi người, để tặng cho đủ cái số tiền nha. Tại vì số mình lúc mình lãnh á thì thực sự là không có lãnh giùm được đó, thành ra lãnh giùm được là dạng cha mẹ lãnh cho con thôi, còn vợ chồng vẫn không cho lãnh cho nhau nha mọi người. Mặc dù là mình mang theo giấy đăng ký kết hôn nè, có định danh luôn á, có tờ giấy mà định danh luôn á, họ bên đó họ vẫn không chịu phát cho vợ mình nha, bắt buộc mình phải về chở vợ bầu của mình ra luôn nha mọi người. Đó. Rồi mình chở vợ mình ra thì họ mới chịu phát nha. Nói chung là cũng có trong thủ tục chính nhà nước thì nói chung nó cũng sẽ có những cái quy định riêng, nhưng mà thôi kệ đi, nói chung là mình cũng cố gắng trong khả năng nha. Và bây giờ thì mình cũng đã nhận được đầy đủ số tiền hỗ trợ từ sau dịch nha, hỗ trợ sau dịch nha, để mình lấy cho mọi người. Đây nha mọi người, mình xếp xíu nha mọi người, dùm chữ xếp luôn á. Rồi đây đi mọi người, đây là số tiền, đây là số tiền là mình được nhận hỗ trợ sau dịch Covid vừa rồi nha. Đây, đây là số tiền mình được nhận nha, cũng chưa để bao nhiêu nữa. Sáu triệu bốn trăm tám mươi ngàn nha mọi người. Đó, đây là số tiền mà được nhận của 4 thành viên trong gia đình nha, 6.480.000. Nói chung là mình cũng xin lời lời cảm ơn, nói chung là đến gọi là phía gọi là nhà nước đi cho nó thân thiện, thì là vậy, tiền là tiền của nhà nước hỗ trợ cho dân, mình cũng xin cảm ơn nhà nước nha, đã luôn có những chính sách hỗ trợ chăm lo cho người dân đó. Mặc dù tất cả mọi chương trình sự kiện thì nó cũng sẽ có những cái gọi là không có hoàn hảo lắm, nói chung là không có được gọi là 100%, nhưng mà nói chung là mình thực sự là mình vẫn xác định mình cũng là gia đình, mình cũng là một gia đình may mắn nha, 4 thành viên mà ra 4 thành viên không phải là không của thời dịch, nhưng mà thực sự là cũng là nhận đủ tiền trợ cấp của 4 thành viên sau dịch nha mọi người. Đó, thực sự là vậy. Và tiếp tục tới trưa nay là vợ chồng mình cũng sẽ cũng đã lên gọi là ý tưởng để mua những thứ gì và làm gì để cho tối nay đi gọi là một bức gọi là tấm lòng của gia đình mình đó, những
để tối nay là đi phát từ thiện nha mọi người, một phần nha. Thật sự thì mình là shipper, mình cũng có ba bé, mình có bé thứ ba, thành ra sống cũng cần có những cái trang trải, thành ra mình sẽ làm trong khả năng cho phép nha mọi người. Đó, rồi bây giờ mình dịch cái tiền này vào rồi chuẩn bị một lát là mình sẽ cùng với vợ mình đi chợ mua một bịch đồ. Rồi tới chiều nay nhờ em chị ba phụ một xíu, rồi tới tối là cùng với lại hai vợ chồng chị ba đi hát cho nhà cái điện gọi là không phải gì hết, là ổn, nói chung là những mảnh đời, những người có hoàn cảnh hơi khó khăn xíu ở phía dọc cái tuyến đường của Sài Gòn nha mọi người. Rồi buổi sáng hôm nay của Tấm Tài TV là cái công việc chính là đi nhận cho đủ cái tiền trợ cấp mà đã hoàn thành nha. Rồi mọi người đón chờ tiếp những cái video của hết ngày hôm nay nha mọi người, tại vì hôm nay cũng là day off của Tấm Tài. Rồi nói chung là cuộc sống mà chúng ta ăn ở hiện là phúc đức thì trời cao có mắt nha mọi người, có cố gắng thì sẽ có thành quả nhận được nha. Rồi Tấm Tài TV xin chào tất cả mọi người ạ. Mọi người xem video nếu mà thấy hay ý nghĩa, mọi người có thể cho Tấm Tài TV xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh, mọi người nhớ đăng ký kênh nhìn Tấm Tài TV nha mọi người. Thật sự được mọi cái cố gắng thì mọi người cũng đã biết được rồi, cái mong muốn rồi. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho gia đình Tấm Tài nha mọi người, và nhớ share để tạo thêm động lực cho gia đình Tấm Tài TV ra nhiều video clip mới nha. Thì gửi đến tất cả mọi người từ cuộc sống hàng ngày, chuyện giao hàng và những cái chia sẻ nói chung là thiết thực cho mọi người nha. Rồi đến đây TV xin chào tất cả mọi người, bye bye mọi người.